Và hôm nay em rất là vui khi mà chương trình Hành Trình Từ Trái Tim đã lựa chọn Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là điểm khởi đầu mang sách tới những biển đảo của Việt Nam. Em sẽ trao dồi những kiến thức từ những quyển sách mà em được phát tặng từ Trung Nguyên và coi đó là kinh nghiệm quý báu của mình ạ. Và hành trình này cũng rất là ý nghĩa cho những người chiến sĩ ở đất liền và biển đảo của Tổ quốc. Em mong muốn Hành Trình Từ Trái Tim sẽ đi tất cả các nơi biển đảo của Tổ quốc để mang lại cho các chiến sĩ, các thanh niên một cuốn sách cực kỳ ý nghĩa này. Trước hết là tôi rất là cảm động. Đây là một hành trình thực sự truyền cảm hứng và Trung Nguyên Legend lan tỏa được việc đọc sách, truyền cảm hứng đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người thanh niên, họ đọc nhiều sách để họ có cái tư tưởng mới, họ khởi nghiệp, thì đấy là một cái việc rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì mình rất là vinh dự khi được tham gia lễ công bố Hành Trình Từ Trái Tim vùng biển đảo. Thanh niên, sinh viên ở các vùng hải đảo thì rất cần những tia hy vọng và những cuốn sách tri thức để thắp lên ánh sáng cho tương lai của các bạn ở những nơi xa xôi như vậy. Thì Ngân xin chúc cho hành trình sẽ ngày càng thuận lợi. Thanh vô cùng cảm ơn Trung Nguyên vì Trung Nguyên đã mang ánh sáng tri thức, ánh sáng của niềm tự hào dân tộc đến không chỉ với đất liền mà còn biển đảo nữa. Thì đây là một việc làm ý nghĩa. Thanh nghĩ là các bạn hãy nên chung tay để góp sức vào cái công cuộc làm cho đổi mới đất nước này. Và Hoàng My cũng thấy là mình đang bắt đầu một hành trình mới với những người anh chị em ở trong tập đoàn Trung Nguyên, đi ra những vùng biển đảo giống như là mình mang tri thức và mình tiến ra biển lớn.